thể quý anh chị, mình đang có mặt tại thực địa dự án One Veranda của chủ đầu tư Maple Tree. Như chúng ta đã biết, đây là một trong những dự án đã và đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hôm nay mình xin chia sẻ với quý vị 5 điều mà chúng ta cần phải tìm hiểu khi đầu tư vào dự án này nhé. Yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần tìm hiểu đó chính là vị trí của dự án. Dự án One Veranda là một trong những dự án sở hữu một vị trí rất đẹp ngay tại ven sông Sài Gòn. Đây là dự án sở hữu 4 mặt tiền. Mặt tiền đường ven sông 103, mặt tiền đường Bát Nàn, mặt tiền đường Nguyễn Văn Kỉnh và đường Tạ Hiện. Tại vị trí của chúng ta đang đứng là một vị trí rất thuận lợi trong việc di chuyển về các khu vực quận lân cận. Trong đó chúng ta rất thuận tiện để di chuyển đến quận 1, quận 2 và các quận lân cận thông qua cầu Hầm Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ. Hoặc là chúng ta có thể di chuyển đến khu vực khu đô thị Thủ Thiêm và khu công nghệ cao vân vân. Và có thể nói rằng là dự án One Veranda là một trong những dự án sở hữu view đẹp nhất đối với các dự án phần đất liền tại khu vực phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2. Và yếu tố thứ hai mình muốn chia sẻ với tất cả quý vị đó chính là về yếu tố đặc thù của khu vực phường Thạnh Mỹ Lợi. Theo quy hoạch thì là một trong những phường tại quận 2 có cơ sở hạ tầng phát triển một cách đồng bộ và đang được hoàn thiện nhanh nhất trong thời gian hiện nay. Và tại khu vực này chúng ta cũng có thể nhận thấy được rằng là nơi tập trung của rất nhiều những dự án căn hộ cao cấp. Bởi chính vì vậy cho nên cụm dân cư ở đây đang được hình thành với một đặc điểm rất là riêng biệt, đó là nơi tập hợp của những cư dân có nét sống văn minh và đẳng cấp. Tại khu vực này thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được ngay trong khu vực quận 2 của chúng ta đã có một cái hệ thống y tế cũng như là hệ thống giáo dục đã phát triển hoàn thiện và hiện hữu. Nó sẽ góp phần vào việc giải quyết các nhu cầu trong việc đào tạo và y tế đối với lại cư dân sinh sống trong dự án này. Và đồng thời, mình cũng không thể nào không nhấn mạnh với quý vị, đây là một trong những dự án căn hộ cao tầng ven sông cuối cùng tại khu vực phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2 của chúng ta. Hơn nữa, thành phố Hồ Chí Minh theo như kế hoạch triển khai trong thời gian tới sẽ phát triển khu vực quận 2 thành khu trung tâm kinh tế, tài chính, giải trí và thể thao của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Chính vì vậy cho nên đây cũng chính là một trong những yếu tố chờ tăng giá mà nhu cầu cho thuê cũng như nhu cầu đầu tư dài hạn ở khu vực này là rất cao thưa quý vị. Và yếu tố thứ ba mà chúng ta cần tìm hiểu đó chính là về tiện ích nội khu. Trong khu vực này tiện ích rất đa dạng hướng đến một cuộc sống với chất lượng cuộc sống cao, cuộc sống văn minh và hiện đại. Trong đó có thể kể đến đó là những tiện ích dành cho trẻ em như khu vui chơi, hồ bơi bốn mùa. Ngoài ra còn có những tiện ích cho người lớn và người cao tuổi hướng đến một cuộc sống rất là gần gũi với thiên nhiên với những khoảng không gian xanh. Và quý vị, ngay tại dự án này chúng ta có thể dành thời gian cho mình những giây phút giải lao trong những ngày làm việc vất vả và chúng ta có thể cởi bỏ những stress hòa mình với thiên nhiên và đó là chính là môi trường của những người có cuộc sống đẳng cấp. Và yếu tố thứ tư Nguyệt sẽ chia sẻ với quý vị đó chính là phần kiến trúc của dự án. Đây là một trong những dự án có kiến trúc khá đẹp bởi vì quy mô cư dân ở trong dự án này khá thấp, chỉ có 779 căn. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được một phần không gian rất là thoáng đãng từ view bên ngoài cho tới bên trong của căn hộ. Cấu trúc của căn hộ được bố trí rất là thoáng dành cho những cư dân nào thích một cái không gian rộng rãi và những phóng view ra những cái view rất là đẹp, nhất là view sông Sài Gòn. Đây là hầu hết toàn bộ các căn hộ ở trong dự án này đều view sông và tận dụng tối đa những khoảng view bằng cách là có kiến trúc một cái ban công rất là rộng và tất cả các căn hộ ở đây đều có ban công. Và đó là một trong những các đặc điểm mà chúng ta cần phải tìm hiểu và lưu ý đối với dự án One Veranda. Yếu tố tiếp theo mà người muốn nhấn mạnh đối với quý vị, khi mà chúng ta đầu tư thì quý anh chị cũng ngoài việc chúng ta quan tâm đến giá cả, chúng ta quan tâm đến vị trí của dự án, chúng ta còn quan tâm đến uy tín của chủ đầu tư đúng không ạ? Và dự án này được thực hiện và phát triển đầu tư bởi chủ đầu tư Maple Tree. Đây là một trong những chủ đầu tư rất là nổi tiếng, hàng đầu tại Singapore. Và chủ đầu tư này đã có mặt trên hơn 12 quốc gia, phát triển rất nhiều dự án nổi tiếng. Trong đó tại Việt Nam thì chúng ta không thể không kể đến dự án Maple Business City tại Bình Dương và dự án SC Vivo City tại quận 7 và nhiều dự án khác nữa. Và quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng vào chủ đầu tư Maple Tree bởi họ đã khẳng định vị trí và uy tín của họ qua rất nhiều dự án thành công đã được triển khai theo đúng tiến độ bàn giao. Và đó là những cái thông tin mình đã chia sẻ cho quý vị rất là ngắn ngủi thôi. Tuy nhiên mình cũng hy vọng rằng nó sẽ góp phần giúp ích cho quý vị trong việc tìm hiểu để đầu tư vào dự án này. Thông tin chi tiết quý anh chị vui lòng liên hệ số điện thoại 0915075027 để được tư vấn với giá bán, chọn căn và chọn view phù hợp nhé. Quý vị và các bạn sẽ dành một ít phút ngắn để chúng ta có thể theo dõi tiến độ xây dựng của dự án.